Alo các bạn, u cái chậu bông này để đây choáng chỗ quá, đi qua đây đi. Hello các bạn, hôm nay á Tám hẹn với An An với lại anh Long với Thiên Đường Vali tới nhà chơi. An An nói là muốn qua thăm bà ngoại, cho nên nè Tám mua một cái con cá, con cá nướng da giòn ngon lắm nè. Bây giờ mày ra, mọi người sắp tới rồi, mày ra sẵn. Hello. Nó nói ăn ăn kìa, ăn ăn kìa. Qua cơm cho mãi nguyện. Không biết anh. Đi đâu rồi? Đây con cá da nướng da giòn đây, đồ chua giá này kia đã chấm nè, mắm nêm với mắm me nè, ớt xả nè, cái này gỏi mực nè, gỏi mực bún. Trời ơi, ôi ôi, ê con đừng có lấy cái áo chùi, ăn một bánh xù, ăn bánh xù. Ồ ồ ông nội, đây có một cái nồi lưỡi bò, giống như là bò kho nhưng mà lưỡi bò ngon lắm nè. Ổi nè. Ổi nè. Ổi nè, ngon không? Ổi nè. Hết chưa em? Còn chị. Bỏ hết luôn đi. Hết luôn hả? Ừ. Đầy quá hả? Kệ. Kệ tôi. Coi nè, ổi nè. Trời ơi, coi nè. Ổi này ngon nè. Quá ngon luôn á. Ổi này ngon ha. Dạ. Đó, cứ chồng lên đi, để đây. Chồng lên. Để vào đây nè. Đó. Ăn không, ăn không. Kế. Làm chén muối ớt. Ủa kìa này không có đi không hả? Không có đi không, không mà ăn không hả? Ăn không. Trời ơi, ổi nè, không nguyên một cái bịch bự này nè. À, chị Linh Linh Đan Nguyễn đem tới hồi sáng nay. Ồ, anh Long đã tới. Hello anh Long. Rồi mình vô anh Long. Đó, đợi anh Long nãy giờ đó. Đây nè anh Long, anh Trí. Anh Trí. Anh Tiên nè. Anh Quang chưa ngồi nè, An nè. Rồi, cái vụ nhậu thì anh lo đi nha. Em lo vụ ăn rồi đó. Anh Long bỏ luôn, Long bỏ thuốc rồi đó anh. Bỏ luôn rồi. Rồi. Hay quá. Rồi, chúc hay không? Rồi. Rồi. Tới giờ chưa chưa hút lại hả anh Long? Trời ơi, hay quá, giỏi quá. Ừ, có cái bia đẹp chưa? Hồi nãy cầm lên để coi rồi đó, hôm nay chưa hiểu cái gì. Thì đó, cái đó hồi sáng hỏi, ủa anh cái cục này cục gì anh? Cái này nó cầm lên em nhìn rồi, nhưng mà em biết cái gì luôn á. Long đưa cái đồ khui bia cho thấy anh Long. Tưởng nó săn. Nặng với sợ luôn. Chưng ra. Đây. Ê, cái ngõ kia nó. Để lâu lâu tí. Đó, nó đồ khui bia đời mới giờ đó. Mô tô là mấy á. Hãng mô tô, anh Tấn anh đi mô tô anh tặng cho anh Quang. Tự nhiên nha. Tự nhiên người nhà cũng Cần Thơ nha. Ok. Vô mời anh. Chúc mừng với mọi người nha. Chúc mừng Valentine đi anh Long, bữa Valentine chốt. Làm cái chốt chốt. Kế nữa biết. Em uống bia không em? Thôi. Lấy bia uống. Em uống bia đi em. Uống đi có người chở mà lo gì. Hôm sáng đi có người la em ví dụ ăn hải sản nha. Ai không Huy á, cái coi là đi rất là thèm sáng nay cho mày đặt cái mới rồi xin cho lên. Ủa vậy hả? Anh Lê Huy cũng coi clip của em luôn á hả? Cái làm thèm quá rồi người đặt lên. Rồi biết đó hả? Cua. Cua nữa. Cua tôm bùm. Thế là bạn chạy bạn thôi. Ăn nữa đi á. Ok. Ăn cho non lê đi còn 8. Giòn ha. Có coi cái clip cấp điện hôm qua của nhà em không anh? Đấy thì trong phòng có đèn vậy. Cậu mua mấy cái đèn pin để vòng vòng lên đi. Vô bắt đầu mua nè. Mua thì gắn ngay cái cửa mỗi cái. Mai.
gắn vô người chạy gắn đầy cửa luôn vô thế là biết chỗ nào phòng á đúng rồi mà động đất á mình có đầy đủ những thứ đó phải mua ở nhà rồi mới mua ở nhà chị phải thủ cái đó hôm qua lúc mà em ở nhà với má em đâu dám đi đâu đâu cái lòng cái em đói bụng quá em lấy đồ trong tủ lạnh ra em lấy cục quay đâu có điện đâu mấy cục quay cúp điện không có mấy cục quay được nó chết cha cái xong mới bỏ vô cái son chết cha tính là mở lửa ra bỏ vô cái son để vô cái lò ha bỏ lên cái lò bật lửa ủa đâu có lửa đâu nó chết đâu rồi không xài nó tẩy ra là nhiều cái nó hết chứ không cúp điện nó đâu có bật bích ra được không ý là bích ra trên này nè cô quê là sao vậy loại cúp ngay cô này thôi nguyên cô này luôn nguyên ga luôn không có ga luôn xong mới lấy cái lò mà ăn lẩu á lấy ra bỏ cái bình ga nha tròn tròn vô mò hoài cũng mở không lên luôn dục vô trong tủ lại mấy gói mình gói lấy tay bóp ra ăn thôi giống như miền Nam hồi xưa bởi vậy mình mới nói là trụ giờ tưởng tượng mà mình động đất là giống vậy á cho nên giờ mình phải lo mình chuẩn bị mình tập mở cái lò ăn lẩu bên đây để dưới bên phải á là bên phải ở dưới cùng là dưới cùng kìa hello chị kìa hello ba chị nói hello chị liền nói thầm kép chị kép chị kép đúng rồi đó em tên gì bé tên gì Angela, Đồng Hải, tên bối mà. Không rồi. Angela mà bối gì? Trời, nó nói lách gì hết sao luôn. Nó nốt chữ dữ à. Angela tên bối gì? Bối bối mà. Lông mày. Lông giống đi. Mình lông chừng là bao lâu cho gì Việt Nam mình lông? Cũng chục năm rồi gần năm hả từ năm trước vậy mấy đứa nhỏ đi chung mấy đứa nhỏ đó hôm nay về khác lắm á vắng dữ bị bệnh á thấy trên đó nó quay nhắn quay à Sài Gòn mà bắn hoa là mới đâu đi học đâu nên đâu có ai chở nó nghỉ luôn tháng 2 luôn á nguyên tháng 2 nghỉ đâu nghỉ tới tháng 3 luôn bây giờ thêm cái mới là nghỉ có tình hình thôi nếu mà bệnh mà nó không có tăng đấy các ca lây nhiễm nó không tăng thì coi lại còn nếu nó vẫn tăng đều thì phải nghỉ luôn nếu như nhà trường bắt đi học thì cha mẹ cũng không muốn cho con đi học nó khó lắm bây giờ mà cho tụi nó ở nhà nghỉ thì người lớn cũng mệt mà đi học thì người lớn cũng mệt, bây giờ nó tiến hóa lượng ngang, nhưng cuối cùng là phải cho tụi nó nghỉ thôi, tại tụi nó nguyên một trường mà nó lấy dừng hai đứa là chết, kiểu gì nổi, nó lây chéo mà nó lây chéo. Rồi dốc, một, hai, ba, yeah, sorry đang lỡ. Vô em phong trào rồi ai vô mình ảnh quay không có được mở nhạc khó chịu chút á quá đó bữa quay á xong cái gì nhạc ổng để ngoài kia kìa bốt lên nó đâu có cho nó kêu dính mặt quyền nhạc nó nhạc gì đó mới nó nghe tiếng nhạc rồi nó hù bậy lên làm sao nó biết gì không có bài nó không có ghi có bài nó ghi ghi tên theo bài nó ghi bài không ghi có bài nó ghi có bài nó không ghi bài ghi không cần biết cái nhạc là không có yên tâm rồi lần đầu tiên ca sĩ mà sợ nhạc dữ gì đó anh tụi nó đếm bằng nốt nhạc mà nó thấy một cái gì đều không năm nốt thành giống nhau lắm không trí tuệ nhân tạo mà nó đâu phải giống như mình nghe đâu. Hôm qua mới được cái code đó anh Tý. Cái code mà nó gửi về á. Có tiền đó hả? Ừ. Cái code mà để lại nó được
cái giấy mà hồi xưa chị nhận dục quên nhận rồi hả? Hả? Nhận cái code rồi hả? Ừ, có code rồi. Yeah. Qua cái chép cái mở là cao được rồi phải không? Long biết hay hả? Hả? Long biết hay hả? Có được là cao chứ nằm rồi. Năm đồng đủ nhậu thì nằm mới hết. Gì kỳ vậy? Cười theo người ké 105 đồng rồi nhậu chừng nào mới hết hả bôi? Hết. Hết không? Hết. Hết rồi. Không, cái đó là áo đẹp đâu? Đây nè. Đây nè. Hôm nay tối mặc đồ Tết. Dạ là mà áo samurai. Hàn Quốc à? Hàn Quốc. Ồ, Hàn Quốc à? Hàn Quốc. Có phải anh Long vô comment cái gì mà áo sợ quá em nói chửi ai mà cái gì hả sao cái comment này sao mà thấy thấy cái gì làm... tự nhiên chưa bao giờ thấy ở mua sao mà bị cúp điện thôi có phải không vậy trời trời ơi trên 70 nhiều người á nhiều người bạn ấy ông già đã chín mấy tuổi còn ông đâu bị mất gì đâu. Ông đâu có bị gì đâu. Ba của em là 90, 12 tuổi rồi. Ông hút thuốc bình thường thôi. Người ta đâu có nói gì. Cái đó là chuyện thôi. Thấy cái gói bà số Việt Nam mà có cầm giả. Ông nhắc ông đưa cái tay á. Tưởng mâm mì không? Ừ, ông nói là tao không như vậy, tao còn hút. Mày còn ai còn thích rồi. Mày mày. Ông đưa cho bì bao thuốc mà tao còn hút. Nghĩa là ông ốm nhắc nhưng mà cái tay mà để thuốc. Lại cũng một hộp mà. Em nói lâu nha, em ngồi sáng tác không có đứa thuốc không có giết được. Đúng rồi, chính xác. Không, cái đó không phải là mình ghiền. Nhưng nó do khó quên không đúng. Tự nhiên ngồi viết bài nó có một cái gì khó ấy đi. Ngồi đó mình nó mới tưởng tượng ra. Ờ, nó đọc nó bí bí cái mình lên, đưa lên mình hút. Có nghĩa là mình cảm thấy là mình cảm thấy hạnh phúc qua được chuyện đó là được. Chứ dĩ nhiên nó hại. Biết hại luôn. Sống hại nhưng mà vẫn phải làm thôi đó. Nhưng mà như hôm đó thì như lúc thấy nó lạnh nhắc lại mà viết một cái bài hát mà không có mình không hút cái thuốc nó lạnh nhắc. Sao lấy ly rượu nó uống lúc viết bài hát không? Không, rượu uống thì nó say. Say luôn. Say không biết được. Nó còn ra làm say miên tật. Không, lộn xộn. Lộn xộn cho ngầu luôn. Anh nói là khi anh Sơn mà anh nghiện rượu là có viết được bài nào nữa. Cô lấy cái đèn nha. Sơn. Khi anh bắt đầu nghiện rượu là không viết được bài nữa. Khi anh viết được bài là lúc anh dạy trên Blau thôi. Trên Lâm Đồng á. Ông đã đi dạy học. Sao anh biết? Trong hồi ký anh ghi hết mà. Vậy hả? Ừ. Trong hồi ký anh Sơn hả? Ừ. Anh ghi hết mà. Có nghĩa là thời điểm đó là ông sung sức nhất viết bài học quá dữ luôn. Nhưng tới khi mà ông bắt đầu nghiện rượu là không có viết gì nữa. Ít viết lắm. Bao nhiêu được dài bài chẳng hạn như bài như sau khi giải phóng bắt đầu uống rượu nhiều á thì ông viết được vài bài như cái bài là em còn nhớ hay em quên rồi đó thì em nhớ em quên rồi là cái bài 20 năm dính chả là người cũng say mẹ rồi mới nghĩ là câu chuyện mà diện tình 20 năm mới trả. Chứ còn lúc với tất cả những bài mình đang nghe là lúc đó lúc đó cái gì như hút thuốc vậy. Ông hút thuốc là vàng một tay luôn á. Qua tay. Hôm nay nhân dịp tại nhà người làm ra bán cho bạn lên biết liền sáng tạo mấy hàng người sáng tạo rồi cảm ơn người đây đó vui thôi mà. Cái nhà lá giường nha. Thôi, nhà lá giường có bản quyền không? Cần tin với anh mà còn đề. Tự hát thì không có gì rồi. Có thì cắt. Không quan tâm bài gì. Ừ, ok. Bản quyền thì mình cắt bỏ. Thôi, vô. Bài khúc Thùy Du. Trời ơi, dính là chắc. Bài đó của ai ta? Vậy, anh Bằng. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì
bên kia thế giới, ngoài trong vắng vui thì ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như tươi sao, tình yêu bây giờ về đâu. Dạ. Dạ. Chuyên nghiệp không à? Sao đâu người ta thấy người biết nè. Tiên đừng có dắt ông Quang đi mua đĩa nữa nha. Đủ dắt đâu, nó dắt anh với em dắt đâu. Dắt ổng với ổng dắt anh đi. Bây giờ chỗ đâu để anh cái nhà nhỏ xíu không? Để kiếm được. Cái là chỗ đâu để? Đâu mai mua cái gì khác? Dán lên tường. Mai mua cái gì bự nữa mà. Mai mua cái gì bự mà. Cái gì? Khó kiếm đâu mà giờ đâu? Collection không á. Không có đâu. 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 Không chạy mang gì gấp ba lần nữa. Chứ sao anh mua cho em cái kệ vậy? Mới đi kiếm chưa có. Chưa có, kiếm quá trời là chưa có. Tìm ra được bà Tuân từng cơm bạch hải đường không? Có nha. Có luôn. Có nha. Không bè cải lương lắm á. Tuyệt tình ca là có này đúng rồi. Ở Việt Nam thôi, không biết em qua đây. Hồi xưa tạo cái Tuân Ngô Không Hưng Cương Động đó. Tuân Ngô Không Hưng Cương Động. Không, thật sự là những cái tuồng bên lề thì ít nghe, những cái tuồng kinh điển của Việt Nam thì có hết. Đó, chẳng hạn như ông Thanh Sang nói cái cô ấy Long thì biết là ông đoạt giải Thanh Tâm, nhưng mà cái đĩa của ông không phải là kinh điển của Thanh Sang. Thanh Sang phải là kinh điển kiểu khác. Là Tiên Trọng Mê Linh. Dĩ nhiên sau giải phóng là Tiên Trọng Mê Linh là coi như là bên cầu dệt lụa rồi kia. Nhưng mà trước giải phóng ông có nhiều cái tuồng hay lắm. Thật ra ông được giải phóng hình như còn trẻ quá sao đó. Hai mấy tuổi này đọc giải Thanh Tâm. Ông là đệ tử Thành Được, Thành Được thì 93 rồi. Coi như có một tuồng là Tiếng Hạt Trong Trăng là chết hết. Giờ chỉ có Thành Được sống. Tiếng Hạt Trong Trăng rồi có Thanh Sang nè, Thanh Nghe nè, Thành Được nè. Coi như là cái tuồng đó chỉ còn Thành Được sống thôi. 93 tuổi rồi sao? Chết hết rồi. Hôm qua tối nào ông ngủ cũng nghe cả lương đó. Vậy là anh phải sưu tâm cái vợ Tuôn mà cả lương mà Tuôn Ngọc Không do Hung Cương Động và Chảnh. Hung Cương Động vai Tuôn Ngọc Không anh? À, không anh chưa nghe cuốn đó. Hung Cương thì mình nói là tướng cấp đại đường. Kinh điển của ông là tướng cấp đại đường. Nhưng mà Hung Cương là người động vai Tuôn Ngọc Không. Và cái một vở thứ hai của Hung Cương là vở Tuyệt Tình Ca là Bạch Tuyết Hung Cương Út Rồ Ôn đó. Ông còn chính á. Rồi ông này nói chuyện ông này được nè. Lâu ở giữa đây, ông hiểu rồi hết. Anh Quang phải sưu tâm thêm một vật tuần nữa. Là tâm sự loài chim biển. Được có sẵn. Minh Phùng chùa Quang. Minh Phùng đó. Máu nhuộm sân chùa. Khi rừng mới sang thu có sẵn. Nè cái lương sao? Ok, vậy là chúng bài luôn. Nhỏ luôn á. Nhỏ ông đã mê ông chùa lỗ chó ông đi coi rồi. Long chứ không biết cải lương hay không Long. Mê còn không có hiểu nhiều nhưng mà nó hồ quản. Chứ hồ quản được. Hồ quản à. Pháp công sướng bất tuyệt. Trời. Trời dân cứu giá. Lát nữa tên hát hồ quản hết hồn. Không biết cái luôn. Múa hồ quản múa. Bây giờ ai hát cải lương câu nghe thử á. Ông Quang nè. Rồi. Trời ơi, ổng hát cái lương rành lắm á. Anh hát câu cà lương đi. Anh Lâm làm kìa, làm hậu quản đi kìa. Hả? Hậu quản gì chứ? Hồi
nhớ nghe cái bài gì mà Âu Điên Vũ vậy. À, hát sao? À, em biết một cái bài đó. Không biết. Vậy là cùng không, lâu hát ông Vũ gì đi. Ông Vũ đi. Ông gì? Ông gì? Ông ông cơ. Ông cơ. Thế cái ẩu là xong luôn. Không hát được có vài chữ rất xong. Ba chữ nữa. Lúc mà cái gì Âu Cơ mà gặp Âu Cơ gặp Minh Dương mà gì á thì Âu Cơ thì người nào gặp Minh Dương đông lắm chứ đúng vậy. Không phải Âu Cơ gì thằng gì mà bị đứt cái tay á rồi tay là rồi nay chưa là Nam Mô với Đạo Phật gì đó. Âu Thiên Vĩ là máu dụng sân chùa à? Thôi vậy đúng rồi đó. Ở đó đó. Tay là thì lúc mà Minh Phụng bị đứt tay rồi đi rồi gặp Âu gì á? Đứt tay là đi gặp Âu Dương Phong. Ừ, với Âu Dương Phong. Quá nhiều. Chứ Dương quá luôn. Đứt tay là quá nhiều. Gặp Cố Liên Lạc hả? Cố Liên Lạc quá nhiều. Mà cái lương đâu có đáp quyền đúng không? Không có 6 sợi dây còn đâu chứ. Còn hết á. Có hết luôn. Chắc nó ít hơn. Chị đâu có hát nguyên bài đâu. Trời không dám hát nguyên bài đâu. Ói chứ. Hát câu hai câu đâu chưa được nữa. Nhảy cũng nhảy có 1 khúc mà. Khúc mà sao quần nó mất tiêu luôn. Bị có 1 khúc. Biết mà cùng tình cao. Nhưng mà quyền đó, nhưng mà quyền là cùng như là bảo. Không thì lúc mà là cứ nghe, tại lúc mà ở đảo á. Lúc mà đảo cứ nghe người ta dặn cái lương cứ ngồi nghe nghe cái bên lúc đó anh qua bên đảo đó thì chỉ nghe cái thuộc luôn đó ngày nào nó cũng dặn cái bài đó không hát đi hả mà không có vô đệ nữa sao vô không có bắt vô sao thì không lúc mà vô lúc tình lần đó đang kia qua rồi khúc đó thì nhiều lắm, nhớ có nhiều gì cũng hay lắm. Không đi nhậu thôi chuẩn bị sẵn sao quên được hả? Đi nhậu mới chuẩn bị rồi hát không, vậy mình đâu có biết là cái vô cái đây là cãi đâu. Đúng rồi, nếu vô là ăn cá không là vô đã là cãi không. Anh vô thêm vài giây chứ anh có biết cái bài của anh Long biết không? Thế. Cái bài đó không? Bài gì? Cái bài mà anh Long nói đó. Không, anh nói hát rồi nhớ, chồng sao nhớ tuột tuột hết rồi. Bài đó bài lúc này lắm á, bài đó cũng nổi tiếng lắm á. Mà quên là quên rồi. Dạ, cho Thiều Nhi. Đó là Lệ Thủy nè. Không, thì từ mình Long Đăng. Mà Minh Dương với Minh Phùng. Máu mình sinh chùa. Đó, ba người. Minh Dương, Minh Phùng là Lệ Thủy. Có Minh Cảnh nữa, có Minh Cảnh luôn. Đủ đứa luôn. Sư mà. Mạo Nhuận sinh chùa. Mạo Nhuận sinh chùa. Anh nhớ cái tô nào đó. Có gì mà gì anh Long ơi áo vậy đó thì chưa hay nữa biết vậy đó kêu ra một cái cơn phời quá thì ẩu liền mà có lai và đẹp cũng lớn cũng hay vậy lai và đẹp đó cắt bước gì đẹp luôn đi đúng rồi đó đúng rồi lai đẹp cũng hay lắm hay mà nhưng mà lúc chốn thành đô gì đó. Đó, ông đây giờ hát hát đi. Bài tân cổ. Còn tuồng rồi vậy cũng bỏ. Không Lan đẹp rồi. Không có nhớ anh giờ đâu còn đẹp đâu mà Lan chứ nữa. Lan đi mất tiêu rồi. Cũng Lan chết hả? Lan chết. Đúng đẹp cũng ra bến đò. Đúng rồi, bến đò. Con sông cũ chứ anh. Đúng rồi. Không, em đóng giờ đẹp cho anh. Đẹp hả? Em Lan không. Không, anh là vậy. Anh là gia điệp, em đóng gia lan chưa? Thôi giờ hết hồ nha. Đó, khi mà khi bị cắt dây chuông xong đúng không? Đứng dây chuông thì lan ra nó cắt dây chuông thiền điệp nó đi về đó, đó, đó làm mà, gì đây dính chuông thì sao vậy? Thì cuối cùng là cái người khổ là thằng điệp khổ hơn con lan. Khi điệp quay lên thì lấy này thì ông thầy phải mặc kéo ra xa cho điệp vô ngồi để Lan nó không thấy được nó mới nói chuyện để đúng rồi nên giờ anh muốn nóng ra gì trời cúc mà tiễn Lan đi về trời á đúng rồi
Anh giống ra điều kia, anh giống ra lăn tròn. Đó, đó là tên gỗ, đó là tên gỗ. Cái tuồng. Cái tuồng à. Cái tuồng kìa. Cảm ơn anh con. Tuồng chắc khó. Trời nó khó quá. Lúc này xúc động lắm á, rớt nước mắt luôn. Vậy anh Long cũng thuộc nhiều kìa. Rồi. Rồi. Vô. Nhưng mà không không tại giờ nói đi cho anh Lan nói. Điệp tiếp nha. Được đóng vai đẹp được không? Chắc không được đâu. Anh đóng vai điệp chứ à. Nữa vậy đóng vai Lan. Lan đâu có ở đây thì... anh đóng vai Lan cơ. Ừ, anh là bài này là điệp rồi anh biết, nhưng mà anh lúc mà tự nhiên có bất thình lình á, hiểu không, sổ ra không có sổ ra hết là thì bây giờ anh mồi đi, anh mồi cái khúc điệp nói cái gì á. Không, Lan nói Lan nói mà đúng không? Lan nói mà Lan nói mà thôi, nửa đời hơn phấn trời đúng rồi, mới luôn nửa đời cũng hay lắm.